Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Trùm Chiến Tranh. Đây là bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật, bộc lộ bộ mặt đen tối phía sau của ông trùm buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới. Ở châu Phi, những trẻ em vị thành niên đã bị bắt phục vụ quân đội, mặc dù không muốn nhưng họ không có sự lựa chọn. Tổng thống này là người vô cùng tàn độc, ông ta thử súng bằng người sống. Hắn cho rằng viên đạn do một đứa trẻ 13 tuổi bắn ra và viên đạn của một người đàn ông trưởng thành bắn ra đều giống nhau, mà tất cả vũ khí hắn sử dụng đều được cung cấp từ ông trùm chiến tranh. Mỗi khẩu súng sẽ được chi trả bằng một con gà, vì hắn cho rằng ở châu Phi gà vô cùng đắt giá, còn kim cương là thứ vô ích. Liệu ông trùm chiến tranh có đổi súng lấy gà không, hay anh sẽ lấy kim cương đây? Mời các bạn cùng Sakura theo dõi review hôm nay nhé. Mở đầu phim, cả gia đình Jurizizan đến Mỹ, không có việc làm cũng không có nơi ở, nên chỉ đành phụ giúp quán ăn của bố. Ngày nào cũng ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi xanh nông nổi, mở nhà hàng vì người ta phải ăn cơm, nhưng tiền ở đây kiếm được thật sự quá ít ỏi. Vừa hay gặp phải một cuộc đấu súng, tiếng súng vang lên cũng làm thức tỉnh tâm hồn Juri. Đúng rồi, bạn nói xem, ngày nào cũng rảnh rỗi như thế, chi bằng đi buôn súng đi. Khẩu súng này chắc cũng bán được nhiều tiền đấy. Thế là Juri đi vay nặng lãi, mua một đống súng Uzi về, sau đó lại bán nó ra ngoài. Lần đầu tiên bán súng phải làm sao cho ngầu đây? Chỉ có thể giả vờ như kinh nghiệm bán súng dày dặn. Juri cứ như là đang đọc sách vậy. Tuy nhỏ nhưng lực chiến vô cùng khủng khiếp. Nòng súng được nâng cấp và giảm đỏ nòng 40%, tạp âm giảm xuống 60%. Dù cho cậu có đang hướng súng về phía tôi, sau khi xả hết một băng đạn ra cũng không làm hàng xóm thức giấc. Nói xong anh liền hối hận rồi. Nhỡ đâu đối phương nổ súng thật thì làm thế nào đây? May mà Juri phản ứng đủ nhanh. Đương nhiên như vậy thì cậu không có cơ hội hợp tác phi vụ lớn hơn rồi. Như vậy mới may mắn thoát được một kiếp nạn. Trải qua chuyện lần này, Juri phát hiện bản thân sinh ra là để bán súng đây mà. Anh không còn thỏa mãn cuộc sống đơn giản vậy nữa, mà nghĩ xem làm sao để làm ăn lớn hơn. Nhưng suy cho cùng thì anh cũng chỉ có một người, làm việc này thật sự quá nguy hiểm. Thế là anh liền tìm đến cậu em trai làm đồng bọn với mình, dù sao cũng là người một nhà mà. Vì để lôi kéo khách hàng, hai người họ ngày ngày lượn quanh khu triển lãm quân sự giao bán hàng, nhưng ai lại đi để ý đến mấy người nhỏ bé như họ chứ. Mãi cho đến một ngày, Juri phát hiện một nhân vật lớn. Đây là lãnh đạo quốc gia, năm xưa buôn bán không ít vũ khí đạn dược. Juri nghĩ rằng liệu có thể hợp tác được không? Kết quả chuyện này không những không thành công, mà còn được người ta dạy cho một bài học. Dùng báng súng để đổi lấy chính quyền, còn có hiệu quả hơn dùng phiếu bầu. Chàng trai à, cậu đến sai chỗ rồi. Juri nghe đến đây là hiểu rồi. Bán súng ở một quốc gia hòa bình thì cứ đợi phá sản đi. Anh ấy phải kiếm tiền từ chiến tranh. Thế là Juri liền đưa em trai bay nửa vòng trái đất đến Lebanon. Năm 1984 ở đây quân đội Mỹ vừa rút quân từ mấy ngày trước. Thông thường họ sẽ không mang theo vũ khí đi, bởi vì vận chuyển trở về còn mắc hơn mua mới nữa. Juri đi vào kho súng nhìn thử, đống này mà đem bán lại thì kiếm được khối tiền đấy. Những người mua bán vũ khí ở địa phương cũng nói, lượng súng này bây giờ vô dụng rồi, vì thế sẽ trực tiếp cân ký bán. Cho dù đây là đồ cũ nhưng nhất định vẫn dùng được tốt. Cứ như vậy mà Juri đã mua xương xương 5 tấn vũ khí, thoát cái bán được rất nhiều tiền. Khi hai người họ đang định chim én rời đi, bên tường đối diện có người cầm súng càn quét. Hai người sợ đến nổi muốn tè cả ra quần, tiền rơi đầy dưới chân. Em trai trốn sau bức tường nhìn lén, phát hiện có rất nhiều đứa trẻ bị quân đội bắn chết, mà số vũ khí này là vừa bán ra ngoài đấy. Em trai cảm thấy lương tâm bị chó cắn, còn Juri thì lại chỉ quan tâm đến bản thân, một mình nhặt tiền dưới mặt đất. Anh ấy nhặt tiền xong còn không quên an ủi em trai một câu, việc này không liên quan gì đến chúng ta cả. Sau đó hai anh em nhà họ đi khắp thế giới, ở đâu có chiến tranh thì ở đó có họ. Cái tên trùm vũ khí của Juri cũng ngày càng nổi tiếng. 10 đại khu chiến tranh thế giới thì có đến 8 nơi dùng súng của anh. Sau này vì sợ người khác để ý đến, Juri dứt khoát đặt căn cứ ở thùng container ở một nơi hoang vắng, bên trong đó có dấu hộ chiếu của các quốc gia, tiện cho anh ra nước ngoài làm ăn. Sau này, Juri đã trở thành chúa cứu thế của những khu chiến tranh, thậm chí nói nếu không có anh thì những quốc gia này căn bản không đánh nổi một trận. Tuy rằng việc kinh doanh của anh rất thành công, nhưng chuyện này dù sao cũng là việc phạm pháp, không tránh khỏi việc cảnh sát sờ gáy. Hôm ấy, Juri đang chuyển hàng trên thuyền, nghe nói cảnh sát sắp đến, anh lập tức dùng ống nhòm xem thử, quả nhiên là cảnh sát không sai. Anh liền ngay lập tức gọi điện thoại tìm một chiếc tàu chở hàng có trọng tải tương đương với tàu của mình, sau đó giảm tốc độ của tàu lại, cho đàn em xóa bỏ cái tên cũ của tàu đi, dùng sơn viết cái tên mới tìm được lên đó, còn cẩn thận treo quốc kỳ của một nước châu Âu lên, như vậy cảnh sát khi kiểm tra sẽ không phát hiện ra. Nhưng sĩ quan cảnh sát này là một dân giang hồ rồi, mặt hầm hầm sát khí dường như là muốn ăn thịt người vậy. Nào mở container ra cho tôi xem nào. Juri nói được thôi, sau đó mở cửa ra xem, tất cả đều là khoai tây đã nảy mầm.
Nếu như Jack rời khỏi đây chậm vài giây thôi, thì anh ta sẽ nhìn thấy phía dưới những củ khoai tây chính là vũ khí. Chuyện của cảnh sát coi như đã giải quyết xong rồi, nhưng bên mua có vấn đề rồi. Theo quy tắc thì một tay giao tiền một tay giao hàng mà, nhưng tiền mặt của bên mua không đủ, nói rằng sẽ dùng 6 ký bột sắn để thay thế. Bạn đoán xem Yuri có đồng ý không chứ? Tôi bán súng mà, đâu phải bán bột sắn đâu, nhưng người ta là trùm ma tuế đấy, ai thèm quan tâm đến anh. Vừa bước lên đã bắn một phát, Yuri ngay lập tức sợ sệt, chỉ có thể cầm thuốc phiện rồi rời đi. Hai anh em nhà này cũng ngốc thật, xung quanh không có thuốc giảm đau, liền muốn dùng thử cái này xem có giảm đau được không. Kết quả là từ đó em trai Phê không tìm thấy lối về luôn. Một viên đạn được sản xuất ra, đến cuối cùng bắn chết một người cần tổng cộng bao nhiêu bước? Bước 1 là chế tạo. Việc chế tạo ra viên đạn này cũng giống như thức ăn nhanh vậy, dây chuyền sản xuất hiện đại, một dây sản xuất ra được cả 100 viên đạn, nhưng không phải tất cả các viên đạn đều đạt yêu cầu. Sau khi sản xuất ra còn yêu cầu nhân viên sàng lọc kỹ càng, chọn ra những viên đạn không đạt yêu cầu, những viên đạn đạt chuẩn khác liền được cho vào hòm. Đây là bước thứ 2 vận chuyển, trải qua việc vận chuyển bằng đường biển đưa đến quốc gia đang có chiến tranh. Tiếp đó lại vận chuyển bằng đường bộ rồi giao vào tay của mỗi một binh sĩ. Bước cuối chính là nổ súng, đạn bay từ nòng súng đến khi bắn vào đầu, tất cả đều có sự kiểm soát của con người, đó là người buôn bán vũ khí Yuri. Ban đầu là Yuri dạy hư em trai, bây giờ phải chịu trách nhiệm. Bất lực, Yuri chỉ đành đưa em trai đến trại cai nghiện. Khi Yuri còn trẻ đã đem lòng yêu một nữ ngôi sao điện ảnh Ava, nhưng khi đó anh chả là gì cả, ngày nào cũng biết mơ tưởng hão huyền. Bây giờ có tiền rồi anh muốn thử xem sao. Trước tiên là Yuri bỏ ra một khoản tiền lớn, thành lập một công ty nhiếp ảnh. Sau đó đặt lịch với Ava muốn quay quảng cáo cùng cô. Đợi đến khi Ava đến nơi, anh lại nói dối rằng nhiếp ảnh gia có việc bận không đến được, để Ava về một mình nghỉ mát ngoài bãi biển. Lúc này đến Yuri thể hiện rồi, thấy chưa, người đàn ông đầy nam tính chất lượng cao. Anh ấy cứ chốc chốc lại cười với Ava một cái, cũng không lên tiếng nói chuyện, về mặt khí chất buộc phải ổn định. Cuối cùng Ava cũng không kiềm nổi nữa, chủ động nói chuyện với Yuri. Hai người nào là nói chuyện, nào là chụp ảnh cười đùa với nhau, nhưng cuối cùng Ava cũng bị chiếc máy bay này thu hút. Thực tế thì là do Yuri thuê về mà thôi. Nữ diễn viên hoàn toàn bị màng hào nhoáng này làm cho hoa mắt, liền chọn mặt gửi vàng ngay lập tức. Hai người sau đó đã tiến tới hôn nhân. Tuy rằng cuối cùng hai người cũng ở bên nhau rồi, nhưng Yuri vẫn luôn đang nói dối, nói rằng mình làm công việc chân chính. Có điều Ava người ta đâu có ngốc, nhưng Ava dù sao cũng là ngôi sao nổi tiếng, số tiền sinh hoạt hàng ngày rất nhiều. Dù là Yuri cũng nghèo rớt mồng tơi luôn rồi. Chính vào lúc chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô tan rã, Yuri phấn khích ôm hôn màn hình TV. Vì để kiếm được nhiều tiền hơn, Yuri kinh doanh đến tận quốc gia của mình là Ukraine. Bác của anh là tướng quân của nơi này, hàng trăm ngàn khẩu súng trong kho không xài tới nữa. Yuri cảm thán, số súng trong này còn lại thực sự quá ít ỏi đấy. Ngài cần phải đi tới nhà xưởng để đặt hàng rồi, sẽ có người truy vết đấy. Vậy phải làm thế nào đây? Vậy thì hãy kéo cả người ấy vào đây. Ngoài trời thì chất xương xương 5.000 chiếc xe tăng. Người bác thấy anh ấy mua nhiều như vậy, liền hưng phấn khuyến mãi vô chờ mua 6 tặng 1. Ngay cả kinh doanh máy bay trực thăng anh cũng đều làm cả. Anh còn chiêu mộ thêm một tay kỹ sư tuổi trẻ tài lanh. Nhưng lúc này đối thủ hàng đầu của anh cũng đánh hơi được miếng mồi ngon mà đến. Ông ta từng sỉ nhục Yuri là thằng nghiệp dư, thế nhưng thời thế thay đổi, lão ta giờ đã là kẻ lạc hậu, bị đá ra khỏi cuộc chơi bán vũ khí này. Mà đối thủ thủ thâm kim của anh đến rồi, đặc vụ FBI Jack đi qua cả nửa quả địa cầu đến để tìm anh. Lần này để tôi bắt được anh đang hoạt động rồi chứ? Nhưng Yuri cũng không hề hoang mang, anh đã nhận được tin tình báo từ trước, thế là ra lệnh phi công dỡ bỏ toàn bộ vũ khí, biến chiếc máy bay chiến đấu này thành chiếc trực thăng cứu thương. Đã vậy số thuốc súng còn để ngay bên cạnh chiến cơ, chả khác nào trêu người tay đặc vụ. Jack ngay lập tức lòng đầy phẫn nộ, anh cho rằng tôi là một thằng ngốc à? Yuri cũng lên tiếng thách thức, lêu lêu có bản lĩnh thì đến bắt tôi đi. Bây giờ cảnh sát chỉ có thể kìm nén cơn giận vào trong rồi quay người rời đi. Yuri phát hiện ra mình bị người khác để ý đến rồi. Vì để thoát khỏi sự truy vết điều tra, anh chuyển việc kinh doanh sang châu Phi, bởi vì ở đây không có ai quản lý. Nhưng Yuri cũng không thử nghĩ xem, nơi càng không có ai quản lý cũng lại càng nguy hiểm. Hôm ấy, một thanh niên cầm khẩu súng AK-47 vàng đến tìm Yuri, nói rằng cha tôi muốn gặp anh. Dù sao trên tay người ta cũng cầm súng cầm ơ đồ, thôi thì vuốt mặt cũng phải nể cứt mũi. Nên thanh niên bèn tỏ rõ thái độ thịnh tình không thể từ chối. Kết quả đến nơi mới phát hiện, hóa ra cha của hắn là Andre, là một tổng thống. Lần này tìm anh đến là muốn thực hiện một phi vụ làm ăn. Chuyện này thì ok thôi, nhưng Andre này nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Hắn ta lại dùng người sống để luyện bắn súng, khiến Yuri sợ hãi đến ngơ người. Nhưng Yuri không thể tỏ ra sợ hãi được, liền cướp lấy khẩu súng từ tay của hắn. Hừm, súng này ông dùng xong là biến thành hàng đã qua sử dụng rồi, ông buộc phải mua nó. Nói chứ Yuri thật sự bịt bợm được Andre rồi này. Ôi thanh niên này cũng có nguyên tắc cơ đấy, hợp tác với chúng ta cứ quyết định vậy đi nhé. Nhưng tôi phải nói trước này, chuyện này phải theo quy tắc của tôi.
tôi, một con gà đổi lấy một khẩu súng. Yuri vừa nghe xong, ông đang đi cướp đấy à? Nhưng Andrei lại nói rằng chỗ này của chúng tôi gà cực kỳ đắt, còn kim cương thì lại không đáng tiền, những thứ này đều được coi là tặng phẩm. Yuri nhìn mà sáng cả mắt ra, được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi, tổng thống còn tâm lý tặng cho anh hai mỹ nữ, rủi ro cao thì lợi ích càng cao. Lần này Yuri kiếm được lời lớn rồi, anh đi siêu xe, sống ở biệt thự, thỏa mãn tất cả các khoản chi tiêu của Ava. Nhưng lúc này, Ava bỗng dưng nổi lòng sinh nghi, Yuri một người làm ngành vận chuyển hàng thôi lấy đâu ra nhiều tiền vậy, hơn nữa tầng dưới còn thường xuyên có cảnh sát lục thùng rác, rốt cuộc anh ấy làm nghề gì vậy? Nghe nói cứ bình quân 12 người thì sẽ có một người bán vũ khí, mà nguyện vọng của những người bán vũ khí là khiến cho 11 người còn lại mua vũ khí của họ, vì để trở thành một người buôn bán vũ khí quy mô lớn nhất thế giới. Những ngày tháng tiếp theo, Yuri đã bị giám sát nghiêm ngặt, thậm chí còn sử dụng cả máy bay trực thăng, nhưng việc nhỏ này sao có thể ngăn được Yuri. Anh tùy ý tìm được một đường hầm ở gần đây để xuống xe, yêu cầu tài xế dẫn bọn chúng đi vòng quanh. Jack cũng bị anh ta ép đến điên lên được, đặc vụ ngày nào cũng đưa thủ hạ đi bới móc thùng rác, bất cứ một ngóc ngách chi tiết nào cũng không bỏ qua. Cuối cùng cũng bị anh phát hiện ra, Jack cầm một đống giấy vụn ghép lại với nhau, đây là hóa đơn mua bán vũ khí. Được rồi, có chứng cứ rồi, anh chuẩn bị đưa người đi bắt Yuri, nhưng người ta bây giờ đang ship hàng bên nước ngoài kìa. Jack hấp tấp lo lắng, bất luận người ở đâu cũng phải lập tức tìm được anh ta. Bây giờ Yuri đang ở trên máy bay, bên cảnh sát dứt khoát điều đến một chiếc máy bay chiến đấu, ép nhóm người Yuri phải dừng bằng được. Anh vừa nhìn đã biết đó nhất định là FBI, mà chiến đấu cơ này ra tay vô cùng dứt khoát, nã đạn ép bọn họ phải hạ cánh ngay lập tức. Lúc này không để tâm đến việc đau lòng nữa, anh ra lệnh cho cơ trưởng hạ thẳng xuống con đường dưới đất. Chiếc máy bay to lớn này đột nhiên từ trên trời lao xuống, làm người dân châu Phi hồn siêu phách lạc. Cơ trưởng phanh giảm tốc cho máy bay trượt dài, may mắn dừng lại trước khi va chạm vào đứa bé. Ngay khi Yuri mở cửa ra, hai phi công lập tức bỏ chạy tụt quần. Bọn họ sợ bị cảnh sát bắt thì bóc lịch mỏi tay, vì để tiêu hủy chứng cứ, Yuri nói với người dân rằng toàn bộ vũ khí có thể lấy đi miễn phí. Thấy bọn họ còn e ngại, anh giáp khẩu AK-47 đưa cho cậu thiếu niên. Súng phóng bắp chuối thích thì cứ lấy thoải mái đê, hàng ngon giá rẻ xã sạch kho lấy một cây tặng một cây. Lựu đạn lựu ơ rất nhanh bị người dân vơ vét hết. Yuri còn cẩn thận nhắc họ nhớ lấy cả đạn, lấy về không bắn được thì khổ. Số hàng mà công nhân dùng cả ngày để vận chuyển, nay chỉ cần một lúc vũ khí đã bị quân đi sạch sẽ. Tiếp theo đây ngồi lên hòn đá gần đó, đợi chờ Jack đến tìm mình. Cảnh sát đến khống chế anh lại, nhưng họ nhìn về phía máy bay, một viên đạn cũng không thấy đâu cả. Yuri lại đắc ý rồi, nhưng Jack lại thay đổi ý nghĩ, cũng không thể đến mà không có thu hoạch gì được. Cảnh sát có quyền quan sát theo dõi anh trong vòng 24 tiếng. Thôi anh ngồi đây nhé, sau một ngày chúng tôi sẽ đến đón anh, anh cẩn thận đừng để bị giết nhé. Chiêu này đúng là hay lắm. Yuri nghe xong đã sợ rồi, nơi khỉ ho có gáy này ai giết cũng không biết đâu, lát nữa mà có mấy người đến giết chết mình thì làm thế nào đây. Jack cũng không quan tâm nhiều đến vậy, lái xe rời đi luôn rồi. May mà lúc này thôn dân đều tập trung hết về chỗ máy bay, họ dùng mất một ngày dỡ chiếc máy bay chỉ còn một cái khung, cũng không ai hơi đâu mà để ý đến Yuri. Cứ như vậy mà anh ngồi trên hòn đá suốt một ngày một đêm, sau đó anh đem chiếc xe đắc tiền tặng cho người bác. Kết quả xe vừa khởi động đã nổ tung, tướng quân vô tình đã trở thành kẻ thế mạng anh rồi. Hóa ra kẻ đứng sau chuyện này là lão Simon, lão ghen ăn tức ở mới ra tay chơi giờ, mà tổng thống Andrei ra tay bắt lão ta lại. Ông ta giao cho Yuri toàn quyền quyết định mạng sống kẻ này. Yuri mặc dù rất hận nhưng không muốn giết lão. Tổng thống không nói gì mà nắm lấy tay Yuri bóp cò. Điều này đối với Yuri là một điều kích động rất lớn. Có điều khoảng thời gian này, đặc vụ đem sự thật nói hết với cô vợ của Yuri, muốn khuyên cô ấy làm nội gián cho mình, giúp anh tìm chứng cứ. Nhưng Ava nhìn giống kiểu người đó lắm à, cô ấy sẽ không phản bội chồng mình đâu. Nhưng Jack còn một tuyệt chiêu cuối, chỉ thấy anh ấy móc từ trong túi ra một tờ báo, khẩu súng đã bắn chết cha cô là được lấy về từ chỗ những người như chồng cô đấy. Nghe đến đây, Ava bị lay động rồi. Ngay hôm sau Yuri trở về nhà, phát hiện Ava cởi sạch quần áo ngồi trên giường. Nghe thấy Yuri về, Ava bắt đầu tự lẩm bẩm một mình, số quần áo này tôi không mặc được vì trên đó toàn là máu. Yuri nghe xong, hôm nay sao lại nói chuyện kỳ lạ thế, không phải cô ấy biết rồi chứ. Ava ngồi xổm bên cạnh khuyên Yuri đừng làm nghề này nữa, thương thiên hại lý. Yuri cũng bị dao động rồi, anh quyết định rửa tay gác kiếm, đổi nghề sang một công việc chân chính hợp pháp. Ngay cả Jack ngồi nghe lén qua camera giám sát cũng ngơ ngác rồi, thật sự cải tà quy chính rồi à? Nhưng người trong giang hồ thân bất do kỷ mà, ngành này không phải ai muốn rút là rút được đâu. Bỗng một ngày có người đến gõ cửa nhà anh, Yuri mở cửa ra ngây người luôn rồi. Andrei, sao anh lại tìm được tôi vậy? Hắn ta đến cũng không có ý tốt gì cả. Tôi biết anh đã đổi nghề rồi, nhưng anh phải giúp tôi nốt lần này. Anh trai à, bên tôi sắp diễn ra một trận đại chiến. Nói xong hắn nhét cho Yuri một viên kim cương cực kỳ lớn, hy vọng sẽ sớm gặp lại anh. Chùm chiến tranh, sự ham muốn của anh lại lần nữa đạt đến cao điểm. Anh quyết định làm một lần cuối cùng, thế là liền lừa Ava rằng mình đi công tác. Nhưng lần này Ava lại cẩn thận hơn. Yuri vừa bước lên xe, cô
cô ấy gọi xe đi theo ngay lập tức, đi theo cả một chặng đường. Ava cuối cùng phát hiện ra căn cứ bí mật kia, cô bước vào xem thử, đây rõ ràng là vũ khí quân sự mà, bên trong có đủ loại đồ chơi súng ống đạn dược, trên bàn toàn là hộ chiếu giả. Ava thất vọng đến tột cùng, cô ấy quyết định báo cảnh sát. Mặt khác, Yuri vẫn không hay biết gì, anh đưa em trai đến giao dịch ở châu Phi. Tại nơi này, sau khi em trai nhìn thấy một nhóm người dùng dao chém chết hai mẹ con, lương tâm cậu không cho phép làm ngơ, thế là liền khuyên Yuri dừng tay lại. Nhưng Yuri vẫn là câu nói ấy, chuyện đó không liên quan gì đến chúng ta hết. Lần này em trai không hề nhượng bộ, chỉ thấy anh ấy mở hòm vũ khí, đem một quả lựu đạn ra. Thế nhưng hành động này của cậu ta bị con trai tổng thống phát hiện, em trai lập tức quay lại úp sọt hắn ta, sau đó rút chốt an toàn rồi ném nó lên xe. Tất cả vũ khí đạn dược đều bị nổ tung. Khách hàng thấy vậy liền nổ súng điên cuồng bắn cậu em, trước khi chết còn muốn đồng quy vô tận với bọn chúng. Nhưng Yuri đã kịp đóng chốt quả lựu đạn lại, lô hàng bị tổn thất một nửa, nên tổng thống cũng chỉ chia anh một nửa số kim cương. Nhìn thấy cảnh tượng này, tuy rất đau lòng, không quan tâm đến kinh doanh gì nữa, anh muốn đem thi thể em trai về nước. Kết quả khi qua chốt kiểm tra an ninh, máy quét an ninh đã tìm ra được trên thi thể có một viên đạn. Sau đó Yuri lập tức bị bắt lại. Khi anh ta gọi điện thoại về nhà, thì Ava đang chuẩn bị rời khỏi nhà. Khi gọi điện thoại cho cha mẹ, thì cha mẹ nói rằng hai đứa con của họ đã chết rồi. Lần này Jack thật sự đã chiến thắng. Tội danh của Yuri khiến anh ngồi tù mọc râu. Thật không ngờ đến, cả đời buôn bán biết bao nhiêu viên đạn đều bình yên vô sự làm trùm chiến tranh, lại chỉ bại dưới một viên đạn thôi. Yuri tỏ vẻ khinh thường. Anh nói xong thì đến lượt tôi rồi. Tôi phiêu bạt giang hồ suốt bao nhiêu năm nay, quan hệ rộng lắm. Trên thế giới không biết có bao nhiêu người đang đợi để mua súng kia kìa. Anh cứ xem đi, lát nữa nhất định có người đến gõ cửa gọi anh ra ngoài. Trước tiên là thăng chức tăng lương cho anh, sau đó sẽ là bảo anh thả tôi ra. Jack vừa nghe xong đã cười rồi, anh đừng có đùa nữa đi. Kết quả anh ấy vừa dứt lời, ngoài cửa quả nhiên có tiếng gõ cửa. Tiếp đó thật sự giống hệt như lời của Yuri vừa nói. Jack tuy rất tức giận nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì cả, cuối cùng vẫn phải phục tùng mệnh lệnh. Cứ như vậy mà Yuri ra tù thành công, lại quay về ngành nghề cũ. Từ đó trở đi, anh ấy buôn bán vũ khí ở khắp nơi trên thế giới, trở thành ông trùm chiến tranh thật sự. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nghe nói trong quá trình quay phim, đoàn phim ngày nào cũng nguy cơ rình rập. Nam chính Nicolas Cage cũng đang phải đối mặt với nguy cơ bị phong sát. Thật ra kẻ chống lưng cho Yuri buôn bán vũ khí chính là chính phủ Mẽo. Họ kinh doanh vũ khí cho cả hai phe, nhưng có những giao dịch cần phải ẩn danh, nên đôi khi họ cần những người như Yuri để đứng mũi chịu sào. Có lẽ Trùm Chiến Tranh là một bộ phim phơi bày một cách chân thực nhất. Nó dám phơi bày những góc tối nhiều nơi ra trước màn ảnh. Đừng bao giờ cho rằng chiến tranh cách chúng ta rất xa nhé. Bạn thấy rồi đấy, gần đây có rất nhiều người rơi vào cảnh nước mất nhà tan. Rất mong quốc gia ngày càng vững mạnh, thật sự không phải ai cũng giống chúng ta ngày nào cũng lướt mạng trong niềm vui và hạnh phúc đâu. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.